Hôm nay là em đã chính thức phát gạo đợt 1 cho bà con. Bây giờ em đang chuẩn bị là phát cho cái hẻm 1155 khu phố 2 của phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Thì bà con giờ cái hẻm này là nó vì sự an toàn dịch bệnh cho nên phải cách ly cục bộ lâu ngày lắm rồi. Giờ em mới phát cho cái hẻm bà con này là phát đợt 1. Thứ nhất là em chân thành cảm ơn chị Bất Kỳ ở Mỹ và những mạnh thường quân ở trong nhóm đã tài trợ cái số lượng gạo này là 1 tấn để chị phân phát cho nhiều điểm. Phân phát cho nhiều điểm bây giờ thì hôm nay là điểm đầu tiên em phát. Thì em cũng xin ghi hình lại để cho báo cáo lên cho chị Bất Kỳ với lại tất cả anh em. Và thứ hai hôm nay em xin cảm ơn là công ty Mạnh Vận Tải Mạnh Hùng đã tài trợ cho em chiếc xe này để vận chuyển gạo và phát cho bà con. Bây giờ là em sẽ đi vào phát cho bà con ha. Rồi, xin cảm ơn công ty Vận Tải Mạnh Hùng nha, đã tài trợ cho em chiếc xe này để em đi phân phát cho bà con cái gạo. Và bây giờ em sẽ vào tiếp tục chương trình phát gạo đợt một cho bà con nha. Ở đây là cái hẻm 1155 khu phố 2 thuộc Bình Chiểu, cũng là một cái khu phố mà phải nói là trong sạch, không có dịch bệnh, được cấp một cái bảng xanh an toàn và tự quản cho cái hẻm này. Ngồi đây đi, lưới giải tán rồi. Còn mùi cốc đi được rồi. Mùi cốc, tự hào là cái hẻm này là hẻm sạch nha, 1155 hẻm sạch. Một hẻm không có người bị nhiễm và giờ tự bảo quản, tự bảo vệ cái hẻm này. Cũng lâu ngày rồi, bây giờ thì là để phát gạo, phát thực phẩm cho bà con hôm nay, để không có đi ra ngoài được. Rồi xong chưa, kêu người ta tới nhận đi chị ơi. Ủa nó mới vô hả? Mới chạy vô làm gì? Hai người vô lấy, nha. Rồi mình cái mấy mình vô lấy chứ, người ta lấy sao? Quay trước được rồi. Mình sắp cứ một phần gạo kèm theo hai trái thanh long đi vậy đi. Ở đây là hẻm 1155 khu phố 2 của phường Bình Chiểu. Thì chính vì cái khu phố này là không có một ca nhiễm nào hết, chính vì vậy mà đã tự quản, tự phong tỏa cách ly ở đây luôn. Thì nội bất xuất mà ngoại bất nhập cho nên bà con ở đây cũng không được cứ đi chơi ra ngoài, đi tất kể cả đi chợ luôn. Cho nên đợt trước mình có phát rau ở đây rồi, thì bây giờ là tiếp tục là phát gạo cho bà con ở đây, thì cung cấp thực phẩm cho bà con ở đây ha. Hiện ở đây là hiện giờ là mình phát tất cả là thứ bao nhiêu phần ra. Hai ba là ở đây là 70 phần, mà một phần là 5 kg gạo và một ít rau củ quả đó. Thì tại hẻm 27 này là rất là nhiều người, nhưng mà mình lọc lừa ra những người mà thật sự họ khó khăn, gia đình khó khăn, những công nhân ở trọ khó khăn, cho nên mình đã ở đây là mình phát 70 phần
70 phần, còn lại những lại trong 70 phần trong một tấn gạo của chị Bất Kỳ đưa, thì còn lại là mình sẽ phát những cái điểm khác, cũng là công nhân khó khăn ở trọ. À, bà con đã tiến hành đến nhận gạo đây. Cứ hai người vô lấy một lần đi chứ không phường nó tới bắt phạt bây giờ. Cứ hai người vô lấy một lần đi. Tội nghiệp ghê. Nói chung ở cái hẻm này, cái khu phố này á, là không có một cái ca dương tính nào hết, cho nên á lại chốt lại ở đây luôn, nội bất xuất ngoại bất nhập, bảo vệ là an toàn cho cái hẻm này, cho nên bà con cũng không đi chợ, đi ra ngoài đi chợ được luôn, cho nên khổ lắm. Thực phẩm thì cạn kiệt hết luôn. Bây giờ thì cứ ủng hộ cho bà con được cái gì được, chống cự qua ngày, mong cho dịch bệnh nó sẽ qua mau, bà con khỏe còn đi làm kiếm tiền nữa, khổ lắm. Thì phần ai nấy nhận nha. Coi thứ có còn ai khó khăn nữa không, nếu mà còn thì một hai phần gì nữa thì vô lấy trong của em đi nữa.